Đây là những cái cây nêm nướng nè. Rồi có những cái thịt thịt nướng được đang nướng trên cái lửa than lớn đây các bạn. Bên cái dòng đường đông đúc xe cộ của đường Phan Văn Trị. Đứng ở đây là cái mùi nó ngào ngạt cái mũi mình luôn. Rất là thơm. Có hai đầu bếp, một người là nướng nem nướng, một người nướng thịt nướng ở trên cái bếp than củi đặt trước quán. Và đây là cái quán bún thịt nướng 25.000 bao no, một cái bếp lúc nào nghi hút khói và mùi thịt thơm lừng. Những người đi ngang qua con đường Phan Văn Trị, chúng ta đang đứng trên con đường Phan Văn Trị của quận Gò Vấp rồi các bạn. Bên trái chúng ta là Vincom Gò Vấp á. Thì khi mà chạy lên hướng Nguyễn Oanh thì khoảng một tí xíu thôi. Thì bên tay phải chúng ta sẽ là quán bún thịt nướng, cực kỳ đông khách và giá cũng rất là ổn. Bún thịt nướng bao no 25.000. Ngay tại số 15K Phan Văn Trị. Bên cái trà sữa HK nha các bạn. Hai nhân viên bếp luôn ngồi trước một cái quạt nhỏ nhỏ để than luôn đỏ, và một người nướng thịt nướng và một người nướng nem nướng. Đây đầu bếp đang chợ những thịt cho nó khỏi cháy, cho chín vàng đều. Những thịt được ướp gia vị hết rồi chứ phải không em? Dạ. Một ngày thì em ngồi em nướng từ lúc mấy giờ? Từ lúc 3:30 đến tầm 9:30 là nghỉ. À em biết một ngày em nướng khoảng bao nhiêu ký thịt không? Em biết không? 35 ký. Khoảng 35 ký thịt nướng à? Dạ. Một ngày em nướng nem nướng thì khoảng bao nhiêu ký nem nướng em? Dạ khoảng 12 ký anh ơi. Khoảng 12 ký nem nướng hả? Dạ. Ngồi dậy có nóng không? Dạ nóng chứ. Nhưng mà quen rồi đúng không? Dạ. Đây là quán bún thịt nướng bao no 25.000 tại số 15K Phan Văn Trị, phường 7 quận Gò Vấp nha các bạn. Chúng ta vừa đi qua ngã tư Nguyễn Sơn là nó nằm bên tay phải luôn á, gần Vincom Gò Vấp. Thì quán là không gian ở trên trước nhà đây, cực kỳ đông khách từ 3 giờ chiều cho đến 9:30 tối. Nếu đi ngang đây mà đói bụng thì các bạn cứ vào đây ăn. Những cái thịt mà được nướng ở ngoài bếp đem vào đây các bạn, cái thịt này sẽ được dùng để làm cái bún thịt nướng cho khách đang rất đợi rất là đông ở ngoài kia. Thì còn nem nướng nữa, và đầu bếp đang làm cho khách đây. Bún thịt nướng sẽ có chả gọi là ram nướng với lại nem nướng và thịt nướng cùng với rau. Đây đây một phần bình thường mang về được chưa? Chúng ta đang đứng ở trong cái quầy làm món của đầu bếp đây. Ở ngoài kia thì các bếp phụ đang nướng thịt với lại nem nướng. Khách thì đang chờ. Và trong này thì mình đang đứng cạnh đầu bếp làm cho khách mang về. Đây là những cái miếng thịt nướng được bỏ chung với bún đây. Đó là dưa chua, là cà rốt với lại cái gì màu trắng là gì em? Đấy là củ cải. Củ cải.
Tại vì bún thịt thưa nướng ở đây gọi là bao no, tại vì bún với lại rau bạn ăn có thể thoải mái. Quay cả cái đầu em rồi. Bún thịt nướng thì chỉ có đơn giản là 4 đường về nha. Rồi. Chả ram, rau, đậu phộng với lại mỡ hành thôi các bạn. Chỉ là một không gian nhỏ thôi nhưng mà bếp làm liên tục vì ở ngoài kia khách rất là đông. Bạn có thể thấy là hai cái dĩa thịt nướng là xong rồi, thật là to luôn, để trong quầy với một cái bì bún thật là lớn. Đây là cái nem nướng được nướng ở ngoài bếp xong rồi mang vào để cho đầu bếp gói với lại bỏ trong tô mang ra cho khách đây. Đây là cái nem nướng với thịt nướng được nướng ở ngoài bếp đem vào để làm món cho khách đây các bạn. Trong kia đầu bếp đang làm cho khách rồi. Một cái không gian nhỏ nhỏ trước số 15K của Phan Tiền thôi. Những cái hàng bàn dài được xếp đây cho các bạn có thể ăn bún thịt nướng thoải mái. Khách rất là đông nên mọi người đang chờ, vì nhân viên như có vẻ như là mới vào làm không có kịp. Đây là tổng cái không gian của bún thịt nướng bao no trên đường Phan Văn Trị đây các bạn. Rất là đông khách từ 3 giờ rưỡi chiều cho đến 10 giờ đêm. Và giá nó đồng giá chỉ có 25.000 một phần thôi. Hôm nay đi ăn chải tàu lên đường. Đây là cái rổ rau khổng lồ của quán bún thịt nướng 25.000 bao no đây các bạn. Rất là nhiều rau. Rau bào sợi và cả rau sống và cả rau thơm nữa được để lên những cái phần rổ nhỏ nhỏ thế này cho một phần ăn. Này được rửa rất là sạch sẽ rồi và để trong này để cho ráo nước đây. Trên mỗi bàn đều để những cái chén nhỏ để mà lấy nước mắm ấy các bạn, hoặc là ớt để các pha cho những người đó đang ớt, và một cái ca thật là lớn để nó nước mắm là pha sẵn của quán này. Nước mắm là nước mắm ngọt để ăn với lại uống thịt nướng. Các bạn trẻ rất thích ăn cái món này, nó dễ ăn. Và đây bún thịt nướng chỉ có 25.000 thôi nhưng mà trong một cái tô rất là to. Cái nước là nước gì em? Hả? Nước lọc hả? Dạ. Để hãm lửa bớt cho nó khỏi cháy thịt đúng không? Đúng rồi. Đây là các bạn trẻ đang trộn rau vô trong những cái phần bún thịt nướng cái tô khổng lồ của mình đây các bạn. Ai ăn cay thì có thể pha thêm ớt vào trong những cái chén nước mắm nhỏ nhỏ để anh bạn. Các bạn trẻ đa số là rất là thích cái món bún thịt nướng này nè. Em con gái ăn có hết cái tô khổng lồ này không? Dạ em mới ăn lần đầu anh. Mới ăn lần đầu luôn hả? Trước khi ăn thì các bạn có thể trộn đều cho nước mắm nó thấm vào trong rau và thịt nha các bạn. Vừa là nem nướng nè, vừa thịt nướng nè, vừa chả giò, rồi người miền Trung gọi là ram chiên đó. Trước khi ăn thì các bạn có thể tưới đều nước mắm và trộn lên cùng với rau cho dễ ăn nha. Lần thứ mấy ghé quán rồi đây em? Lần đầu tiên hả? Tụi em ở xa đây không? Tụi em ở quận nào em? Tân Bình. Ở đâu em? Tân Bình. Tân Bình, Tân Bình chạy đến đây để ăn bún thịt nướng hả? Wow.
một cái bảng thật là to, bún thịt nướng Vân Anh bao no chỉ có 25.000 thôi. Và quán anh như đang tuyển nhân viên á, vì cái lượng khách nó rất là đông. Đây là hai đầu bếp luôn ngồi ở trước quán để mà nướng thịt với lại bún nướng nem nướng đây. Sáng là mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ em? Dạ từ 10 giờ 30 đến 2 giờ anh ơi. 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Dạ đúng rồi. Nghỉ là mấy giờ anh bán lại? Dạ từ 4 rưỡi sẽ bán lại. 4 rưỡi chiều bán tới 10 đêm đúng không? Dạ đúng rồi anh. Phần nào cũng giá 25.000 hết em? Dạ có phần đặc biệt là 35.000, còn thường là 25.000. Rồi, đặc biệt là 35.000 nha các bạn. Dạ đúng rồi. Được ướp sẵn của quán theo công thức riêng, và khi đầu bếp vơi thịt sẽ đem lên trên lửa để mà nướng cho kịp cái tiến độ là khách chờ rất là đông ở trong kia. Và có một bếp phụ bên kia là cầm cái bình nước để mà hãm lửa đó các bạn. Lửa than nó ở quán nó dễ cháy thịt đó, cái thịt nó khô quá thì bạn xịt một tí xíu cho hãm lửa lại, cho thịt với lại nem nướng nó chín đều hơn và vàng hơn. Ở đây là những cây nem nướng đã được nướng chín rồi đây các bạn, chờ và lên tô cho các bạn đĩa thôi. Quán rất là đông. Ở đây có luôn nước mía siêu sạch luôn nha các bạn. Nước mía bao nhiêu ly em? Nước mía siêu sạch ở đây chỉ có 5.000 ly, rất là rẻ nha các bạn. Ăn bún thịt nướng xong uống nước mía là đúng bài luôn. Đầu bếp trẻ xinh đẹp vẫn đang làm mà nãy giờ không ngơi tay. Rất là đông khách. Cái trà sữa hết ca cho các bạn. Nãy giờ mình đứng một tí xíu thôi, nhưng mà cái lượng khách ra vào đây là cực kỳ đông. Quán mới mở 6-7 tháng nhưng mà quán cực kỳ đông khách các bạn ạ. Lúc nào mình đi qua cũng rất là đông khách. Mình cùng hỏi cô này xem cô mới ăn xong cảm giác cô thế nào. Ngon chứ, ở đây mình ăn thường mà. Dạ, cô thấy là cái tô đó mình ăn có no không? Chất lượng. Chất lượng hả con? Dạ. Rau cũng ngon. Dạ. Mình ở xa đây không cô? Không. Dạ. Rồi cũng cảm ơn cô rất là nhiều.